Người đẹp, đi một mình à? Không ngại uống cùng tôi một ly chứ? Tửu lượng cao thật. Đừng nói với tôi, cô có thể uống một chai đó nha. Trời ơi, xa cách như vậy làm gì, đúng không? Một chai cô uống không được thì chúng ta uống một ly. Nào, vui lên đi. Tránh ra. Uống chút đi. Tránh ra. Ai vậy? Cút. Chị không thay đổi chút nào. Chị cũng hy vọng chúng ta không thay đổi. Nhưng chúng ta đều thay đổi cả rồi. Không phải em muốn uống sao? Được. Chị uống với em. Dựa vào đâu tôi phải uống với chị? Chị là ai chứ? Chị của em. Không được à? Dương Tịnh, chị thay đổi rồi. Chị không còn giống như trước nữa. Không cần dìu em. Em không say. Đã nói không cần dìu em. Em không say. Chị xem, em đi đường thẳng mà. Chậm thôi. Em có thể đứng nữa nè. Nào, mang giày vào đã. Dương Tịnh, chị về rồi. Chị về rồi. Cuối cùng chị cũng về. Em có rất nhiều tâm sự muốn nói, nhưng em không thể nói với ai. Em đợi chị về. Chỉ có chị mới nghe em nói. Chị nói em biết. Rất nhiều người làm rất nhiều chuyện đều có lý do nhất định. Em biết không? Em làm chuyện sai rồi. Em không nên thích Trác Diệt Phàm. Em không nên đặt mình vào đó. Không sao đâu, đứng lên. Anh ấy thay đổi rồi. Anh ấy đột nhiên thay đổi rồi. Anh ấy vì lợi ích. Chị biết không? Anh ấy vì lợi ích vậy mà tận tay giúp người khác, đích thân quỷ đi sáng thế kỷ. Em, thực ra em vẫn tin anh ấy. Em vẫn luôn tin anh ấy. Nhưng mà bây giờ em không biết. Em không biết nên đặt trái tim của mình ở đâu. Dương Tịnh, chị nói cho em biết nên đặt trái tim mình ở đâu đi. Được rồi, vậy đi. Em nghe lời chị được không? Vậy chúng ta về nhà trước. Sau đó cho bản thân chút thời gian. Đợi thời gian lâu rồi, chuyện cũng sẽ qua thôi. Tất cả đều sẽ tốt, được không? Nào, chúng ta đứng lên. Đứng lên nào. Một, hai, ba. Cố lên. Rồi, tốt rồi.
Dương Tịnh. Chị thật sự quay về rồi sao? Quay về với em rồi sao? Chị quay về rồi. Chị quay về với em rồi. Chị về rồi. Về rồi. Chị giúp em đi. Em rất nhớ chị. Đừng sợ gì hết, được không? Đánh đi. Sao lại ngừng rồi? Cậu làm gì vậy? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không làm rùa rụt cổ. Cứ nói thẳng với Diệp Linh. Không được. Tại sao? Bởi vì tôi sợ thua. Nếu như lần này thua, tôi sẽ không còn gì. Hơn nữa, càng không có tư cách gặp cô ấy. Kỷ Dân Tường mặc dù là con cáo già, nhưng mà tôi dám bảo đảm lần này anh ta mắc câu rồi. Anh ta mắc câu không thì tôi không biết. Quân lưới lớn như vậy rồi. Trận quyết chiến này, tôi không nghĩ nữa. Tóm lại, bất kỳ biến động gì trên thị trường chứng khoán đều dựa vào sự hợp tác của cậu. Cậu yên tâm, cánh tay đắc lực tuyệt đối không hữu danh vô thực. Đến tiếp. Đúng rồi, kêu cậu điều tra chuyện của Diệp Linh. Sao rồi? Vừa mới gọi điện thoại, Diệp Linh nói ở cùng một người phụ nữ. Cô ấy còn có bạn nữ khác sao? Chắc là Dương Tịnh rồi. Đến tiếp đi. Lúc trước, cổ phiếu của hai tập đoàn lớn Trọng Hưng và Sáng Thế Kỷ sôi nổi trên thị trường. Có tin tức nói rằng, xét về mặt bản cổ phiếu, Sáng Thế Kỷ đã nhiều lần đạt giới hạn hàng ngày của giá cổ phiếu. Lại có tin tập đoàn Trọng Hưng muốn tiến hành tái cơ cấu tài sản của tập đoàn Sáng Thế Kỷ. Mặc dù tin này chưa được phía chính phủ xác thực, nhưng khả năng thành hiện thực cũng rất lớn. Chúng ta hãy chờ xem. Lần này tôi đã cược tất cả vào trong đó. Nếu như tôi thua, tôi không còn gì cả. Tôi là vì hoàn thành di chúc của chủ tịch Diệp. Lúc Lâm Chung giao cho tôi, chú ấy kêu tôi bảo vệ Diệp Linh. Tôi muốn thắng hơn bất kỳ ai. Hai công ty sau khi hợp nhất sẽ không còn Trọng Hưng, cũng không có Sáng Thế Kỷ. Tôi muốn kết thúc ân oán của thế hệ trước. Tôi muốn tạo ra một đế chế thương mại hoàn toàn mới. Tôi nhất định sẽ thành công. Nhất định sẽ thành công.
Cảm ơn. Khách sáo rồi. Tin tức anh thu mua sau khi lọt ra ngoài, hiện giờ giá cổ phiếu đang tăng vọt. Tôi thấy bây giờ cũng được rồi, là lúc thu lưới lại. Mới 3-4 giới hạn trên hàng ngày của giá cổ phiếu. Thứ tôi muốn không chỉ những thứ này. Đúng, bây giờ như vậy mới đúng. Làm đàn ông chính là nên có giả tập, cũng nên có độ lượng như vậy. Đợi tin tốt của anh. Được, đợi đi. Em có chuyện muốn nói. Nếu em muốn chỉ trích anh thì không cần. Là em đang quan tâm anh, càng không cần. Giá cổ phiếu đã tăng lên tới mức cao nhất trong nửa năm nay. Đều rút ra hết sao? Thủ đoạn phi phàm, hy vọng thành hiện thực. Anh chỉ là ăn theo việc tổ chức lại thôi. Đột nhiên có một khoản lớn như vậy, hài lòng chứ? Hài lòng. Phù hợp với sự kỳ vọng của anh. Nếu em sớm biết tiền quan trọng như vậy, có thể hoàn toàn thay đổi một người. Em nghĩ lúc trước em sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Em đã sai rồi. Anh đã nói với em rồi, em cần phải học bài học này ngay bây giờ. Bây giờ em có thể thua, nhưng ít nhất nó cũng tốt hơn là em cố gắng bù lại bài học này. Em không còn gì để thua. Là em có thể thua, không còn gì hết. Em rất kiên cường, em nhất định sẽ vượt qua. Cố lên. Anh đâm em một dao sau lưng, còn muốn em băng bó vết thương, trị thương sao? Trác Diệt Phàm, Trác Diệt Phàm, anh biết không, anh hủy hoại cuộc sống của em rồi. Em hận anh. Nếu như hận có thể để cho em sống tốt hơn, em cứ hận. Anh đi trước. Anh đừng đi. Diệt Phàm, anh nói cho em biết, nói tất cả chuyện này đều là giả. Thật ra anh cũng rất khổ sở. Em cầu xin anh. Đúng, anh khó chịu. Anh khó chịu với dáng vẻ tự cho mình là đúng của em. Anh từng yêu em, anh thừa nhận. Nhưng giờ thì sao? Bây giờ thứ anh muốn em không thể cho anh. Anh thành lập công ty phi phàm, anh kinh doanh công ty phi phàm rất tốt. Hiện nay anh ủng hộ Kỷ Dân Tường tái cơ cấu. Sau khi bán hết cổ phiếu trị giá của anh hơn 100 triệu, anh muốn tìm một người phụ nữ giống như Diệp Linh.
không phải tùy ý là chọn được sao? Diệt Phàm, anh đừng gạt em nữa. Anh không thể nói cho em biết anh đang lừa em sao? Tất cả chuyện này đều là giả đúng không? Thật ngại quá. Cổ phiếu bán hết rồi. Anh thích làm chuyện nghĩ hiệp. Bán rồi lại bán. Đến lúc đó anh cho em nhà, cho em xe, được không? Tiền vốn cũng có thể cho em. Em muốn bao nhiêu? Vậy đi. Anh kêu trợ lý gọi cho em. Em còn muốn gì nữa? Cứ nói thẳng với anh. Cút!